Xin chào các bạn. Hôm nay mình lại giới thiệu cho các bạn một món khô nữa nè. Đây là khô heo nha các bạn. Hôm trước mình cũng đã có làm một cái clip khô heo rồi. Nhưng cái clip này là mình chia sẻ là khô heo cay nha. Mình ớp là có sả nè, có ớt nè. Rất là thơm, rất là hấp dẫn luôn á. Hôm trước là mình chỉ ớp với ngũ vị hương thôi, ngũ vị hương và tỏi. Tại vì nhà mà có em bé thì mình ớp như vậy để cho các bé ăn. Rồi bữa nay mình lại làm khác hơn là mình làm với ớt với ớt và sả. Nó cay cay thơm thơm, hấp dẫn hơn cái món khô heo hôm rồi nữa nha các bạn. Nhìn cái dĩa khô heo của mình rất là hấp dẫn luôn. Khi mà bạn ớt với ớt các bạn nhìn cái dĩa khô heo nó cũng đẹp hơn nữa. Cái màu đỏ của ớt làm cho cái miếng khô heo của mình là nó đỏ hơn, rất là đẹp luôn không. Cái này là khô này mình chiên rồi nha, còn phía bên đây đó là chưa chiên. Như các bạn xem clip này mà các bạn nhà có em đang thêm một cái clip về làm khô heo không cay thì bạn qua bên cái clip trước nha, món khô heo không cay. Rồi mình và các bạn sẽ cùng bắt tay vào làm món này nha. Nguyên liệu để làm món này thì gồm có là thịt heo. Thịt này là thịt nạc dăm đó nha các bạn. Thịt nạc dăm nè, bạn mua bạn lựa có phần mỡ nhiều xíu nè. Đằng khi mà mình làm khô có xíu mỡ vậy đó mới ngon. Cái này là 2kg thịt nạc dăm nè. Mình mua là mình nhờ người bán lạng sẵn cho mình luôn nè. Mình mua bạn cứ lựa cái miếng thịt nào mà ngon á, rồi mình nhờ người bán người ta lạng để mình muốn làm gì thì mình nói với người ta. Lạng khoảng chừng bên dài cái độ dày vậy nè. Mình mua về nhờ lạng để làm khô. Nó mỏng quá mà cũng đừng có dày quá nha. Cái miếng khoảng gì nè. Cái này là 2kg. Rồi sả là 4 cây sả nè, tỏi một củ tỏi. Một lá sả và tỏi mình sẽ bằm nhuyễn nha. Rồi ớt. Cái này là ớt khô nè. Ớt khô này khoảng chừng 30g. Kèm theo đó là gia vị. Heo nè mua về mình rửa sạch nha các bạn. Rửa sạch để cho nó ráo. Thật sau khi đã ráo nước rồi nè, mình cho vào ao nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ớp gia vị. Sả mình bằm nhuyễn mình cho vào. Sau đó cho luôn cái phần tỏi mình bằm nhuyễn vào luôn. Mình cho bột ớt vào. Ớt này là ớt cái người ta phơi khô xong xay nhuyễn ra nha các bạn. Tiếp theo nữa là sẽ cho muối. Cho vào khoảng chừng một muỗng cà phê muối cho. Một muỗng bột ngọt. Hai muỗng đường. Rồi sau đó mình mang bao tay mình trộn đều lên nha. Trộn đều lên cho gia vị nó thấm vào thịt. Mình sẽ ớp nửa tiếng nha. Thịt bây giờ đã thấm nè các bạn. Rồi mình sẽ đem ra gỗ mình phơi luôn nha. Mình trải ra gỗ. Mình trải đều ra nha các bạn. Khi mình đã cho thịt heo vào hết gỗ rồi nè. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu mình đem ra ngoài mình phơi. Cái này được 3 gỗ luôn á. Bây giờ mình sẽ đem ra phơi nha các bạn. Nắng này lớn lắm luôn á. Rồi mình phơi đợi khi nào mà khô của mình là nó xe mặt nè, mình ra mình trở nha. Khô của mình vừa xe mặt nè các bạn.
xe mặt rồi đó. Mình trở, mình ra mình trở. Nãy giờ phơi cũng được 2 tiếng rồi đó. Nhìn miếng khô rất là đẹp không? Chở đều hết nha. Khô này nó không mỏng lắm, bởi vì phơi này chắc mình phơi hết cái nắng ngày nay rồi ngày mai mình phơi thêm nửa ngày nữa nha các bạn. Mình phơi làm sao mà đừng có khô quá, nhưng mà cái miếng thịt của mình nó vẫn còn dẻo á, nó mới ngon. Khi chiên lên nó hả, thịt nó mới mềm. Nắng chiều rồi nè. Sau khi mình trở rồi, mình nghiêng cái gỗ nghiêng vậy đang cho hả phơi lấy được hết cái nắng nha, cái nắng cuối của buổi chiều nha các bạn. Rồi như vậy là mình vô giờ là cái này là mình sẽ phơi tới hết chiều nay nè, rồi ngày mai mình phơi thêm nửa ngày nữa. Đợi ngày mai phơi xong rồi mình sẽ quay tiếp review cho các bạn coi nha. Đây là ngày thứ hai nè các bạn. Khô này nó dẻo rồi nè, nó được rồi nè. Khô cũng là hơi khô rồi đó, nhưng mà đừng có khô quá nha. Vậy là được rồi. Này mình phơi từ hồi sáng giờ thì mình có ra trở đó, trở hai, trở đều hai mặt nó. Vậy là được rồi nha. Bây giờ mình sẽ đem vô miếng khô nè. Nhìn rất là ngon không? Rồi mình đem vô. Sẽ sắp ra dĩa để mình review cho các bạn xem nha. Rồi mình chừa vài miếng lại rằng mình chiên thử nha. Vậy là mình đã chia sẻ xong món khô heo cay. Nhìn cái đĩa khô heo hồng rất là ngon, rất là hấp dẫn luôn á. Ngày Tết sắp tới rồi nè, mình làm một cái dĩa khô vậy nè. Rồi khi khách tới không là mình có thể ha lấy ra đãi khách. Rồi món này á bạn có thể chiên nè hay là nướng, rất là hấp dẫn luôn á. Khô heo này á là mình ớt bằng ớt nè, sả và tỏi. Ớt này á là làm là ớt khô nha. Nhìn đó ha, vừa có dính nè, ớt đỏ đỏ nè, sả nè, thơm lừng luôn á, rất là hấp dẫn luôn á. Khi mà bạn ớt ớt như vậy nè sẽ làm cho cái miếng khô á nó có màu đỏ đẹp hơn á. Khô quá mà bạn mua bạn lựa cái loại thịt đó mà nó vừa có mỡ nè, nó sẽ làm cho cái miếng khô của mình á nó béo hơn, mà nó ăn á hả là nó mềm mềm ngon hơn các bạn. Rất là đẹp không? Rồi đây là cái dĩa của mình chiên xong rồi nè. Nếu như mà các bạn không chiên thì các bạn có thể nướng không từng cái miếng khô nè. À, từng cái miếng khô heo á ha, mà nó rất là đẹp. Nếu như mà bạn chú ý so sánh kỹ hơn á, bạn nhìn cái miếng khô này với cái miếng khô hôm rồi á, miếng này nó đẹp hơn nè, màu đỏ đẹp hơn nè. Rất là thơm luôn á, thơm lừng mùi sả, cay cay mùi ớt, à, có xíu mỡ nó ăn á, sẽ cho cái miếng khô heo nó mềm. Để mình thử miếng nha. Trắng vào mỡ nè, cũng còn mềm nữa là ngon, cay cay, gia vị vừa ăn. Mà nhìn miếng khô nè. Nếu như mà các bạn đã không thích ăn thịt bò thì các bạn làm cái món khô heo này đi, rất là ngon luôn á. Xé ra nhìn rất là hấp dẫn không? Miếng khô mà mình đó hả, mình cắt hơi dày xíu nè, ở trong mình thấy cái miếng thịt nè dày như vậy mà phơi đừng có khô quá. Nếu mà bạn phơi khô quá sẽ làm cho thịt nó cứng lắm á. Còn phơi á mà nó cho dẻo dẻo vậy nè, làm nó thịt nó mềm rất là ngon luôn á.
đơn giản như vậy là mình đã có món khô heo rồi nha. Với nhiều cách chia sẻ của bơ của mình, các bạn hãy tham khảo thử đi. Có thể làm đại khách nè, có thể để dành cho bé nhà mình thưởng thức nè. Với thời buổi hiện nay, khi mà mỗi khi mà đi ra mua đồ ở ngoài, mình rất là sợ là người ta bỏ phẩm màu nè, người ta bỏ quá chất nè, hay là làm không có vệ sinh nữa. Còn mình nó chính tay mình làm ở nhà nè, nhìn rất là ngon, đảm bảo an toàn vệ sinh nha. Đã vậy tiết kiệm chi phí nữa. Rồi đơn giản như vậy là mình đã chia sẻ xong cái clip khô heo tay này nha các bạn. Hy vọng với những chia sẻ của mình nè sẽ làm cho thực đơn của gia đình bạn thêm hay hơn và phong phú hơn nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và subscribe giúp mình nha. Bye bye. Xin chào các bạn.